Chào các bác, đây có phải gọi là siêu phẩm không bác? Phôi nó là siêu phẩm mà không nói là tương lai các bác nhé. Tương lai thì nó do mình tạo ra thôi. Thế quay trở lại vì sao gọi là siêu phẩm? Thì có cái bác ở trên YouTube bác comment là đấy, cây nào của ông làm ông cũng đại loại ý là cây nào của ông làm ông cũng gọi là siêu phẩm. Thì thực tế là cũng phải nổ tí chứ, xem nó vui chứ, nhưng mà đấy. Còn đứa con tinh thần của mình thì mình luôn mong muốn nó thành siêu phẩm cả các bác ạ. Thì hôm nay thì làm con này thì cốt cán thì kinh rồi, không nói làm gì rồi, là một hàng hiếm rồi, trên quê là một hàng hiếm rồi. Để từ mở cái chốt ra này, xoay cho nó phê đấy, là hàng hiếm rồi. Cái sẹo này thì không có quan trọng lắm đấy, rậm rạp rồi, bây giờ phải làm thôi. Vừa nãy bới cái thùng xốp nhưng mà không quay vì nó nặng quá, mà đất cát nó bẩn, nó rũ vào đây. Đất khá là khô và cằn này. Đấy. Đấy, con này về hơn 5 rồi nhưng có làm gì đâu, chưa làm gì. Bây giờ mới đụng vào đây. Đấy, làm các bác nhé. Cây một cây trực đại thụ thôi, cứ bóng thiên nhiên thôi, không có cái gì phải cầu kỳ cả. Bác nhé. Chiến này. Đây, lá liếc rồi rất xanh tốt này. Xem tốt.
Thank you.
Nó chơi là nó ngủ lúc nào ấy nhở? Các bạn không? Ăn gì nhở? Ăn gì? Giờ nó... Giận gì nã đấy? Giận giáp đấy! Mai tôi
Thank you.
ra mồn cho bác ạ, chỉnh lại cái chi quan trọng rồi, bây giờ cứ thế nuôi thôi. Đại thụ của bác thì cứ nói chung bây giờ tả khó nhưng đại loại sẽ như này, nhìn cái đại thụ thì sau này hoàn thiện các bác nhìn sẽ nó sẽ thuận mắt hơn. Rồi, mặt chính sẽ lấy là mặt này đi, mặt này cũng đẹp. Này. Đấy. Chính là mặt này. Chính là mặt này. Chính là mặt này. Này. Sang hai bên như này. Sang hai bên. Bên này đang cố nuôi cái này ra, kiểu gì xong nó đánh sang hết mà, các bạn, chỗ này thì không dùng được, bỏ đi. À, lại cái mỏ phông này, mỏ thật đây, sang đây một đống đỡ này. Vậy thôi, nó lồm nhốm này nó. Đục nó cùn lắm, đục bị sơ, biết là đục phần da. Rồi, đục cái áo thế thôi.
Rồi em trồng lên xong tí khỏe quá, lại cho thùng xốp thôi. Đấy, lại cho vào thùng xốp. Đây bác ạ. Thì cái phần bệ thì nó kín đất rồi. Đục đi đây, vẫn còn một số cái đục đây. Kín đất rồi. Đấy, tí nước cho nó màu mè chút. Đấy, lần này nhìn gớm quá là cảm xúc mặt này. Mặt này nhìn quá cảm xúc. Đấy. Chân thì các bác vừa xem rồi. Đấy. Đất này chưa xuống hết. Nhà bạn nào đây? Nhà bạn gì? Chúc các bác nhiều tác phẩm đẹp tiếp theo nhé.